Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng chơi Warriors Orochi tiếp ha. Thì trận này chúng ta sẽ cầm một tiếp tục cùng với Tàu Phi để mà đi thu phục một số tướng lĩnh khác trên đường con đường là giải cứu Tàu Tháo. Thì trận này chúng ta sẽ chủ yếu đánh nhau với quân Nhật, và tướng trận này sẽ là cái gì ta? Oichi. Ấy xin lỗi, phải Oichi mà là Nene, các bạn xin mình xin lỗi. Nene là vợ của Hideyoshi, trong bản này là một nữ ninja khá là đẹp á, mình khá là muốn có bà này. Hy vọng là mình sẽ lấy được bà này ha. Rồi nói chung mình test lại vũ khí, thì nói chung là Tàu Phi có cái món vũ khí khá là xịn rồi. Mình sẽ lấy một tướng là Missionary Ishida nha các bạn. Ông này thì là tổng quản nhà Hideyoshi. Ê vậy, tổng quản nhà Toyotomi. Nếu là phục vụ sau khi mà Hideyoshi Toyotomi chết á, thì ông nói chung ông này cũng là một người khá là tài năng trong game này, thì ông dùng quạt để đánh. Mình mới luyện cái quạt cho ông này được tí, người còn lại là Trương Liêu. Tại hứa chữ luyện nhiều rồi, giờ chuyển qua luyện ông này. Để coi Missionary trong trận này thì mình giết 3 tướng và không được dùng tuyệt chiêu nha các bạn. Rồi nhìn chung thì cũng không đến nỗi khó lắm, có thể làm được. Rồi đầu tiên là chạy xuống quýnh trước. Tàu Phi vẫn là người tốt nhất trên lưng ngựa. Rồi đủ mấy, có mấy ông ninja ở đây, càng tốt thì ninja thường muốn quýnh mạnh nhưng mà máu nó ít hơn. Sát thương gấp rưỡi nhưng mà đổi lại thì máu ít hơn, còn máu được có khoảng 70% mà, cho nên là tha hồ mà dùng. Dù là ông này có thêm mấy cái sát thương nguyên tố là ngon rồi. Qua phần 4 thì mới có thêm cái thức thứ 4, rồi mới có thêm lá chắn năng lượng. Còn phần này thì chỉ có như vậy thôi, hơi bèo. Tuyệt chiêu cũng còn thiếu nhiều lắm, luyện chưa lên đủ cấp các bạn. Nhưng mà tuyệt chiêu của ông này khá là ngon các bạn, chiêu không đặc biệt á, bắn tên các bạn, nó là chiêu bắn tên, nó bắn hỗ trợ đã lắm, có thêm lực lượng hỗ trợ khá là ngon. Tiếc là cái chiêu gồng của ông này không ngon lắm, ông này cũng là dạng tướng mà quýnh được nhiều đòn nặng một lúc. Ây à, ô bị nó hội đòn đau thế nhỉ. Ây à, ủa mà khoan đã, nãy bây giờ lỡ bấm cái chiêu đặc biệt mới nó có tính tay, nó tính từ chiêu kia thôi. À làm sao hên quá nó, nó chưa có tính. Rồi ok, hay rồi, quay lại theo hướng này nè. Nhưng là ráng lấy cái ability trước cái đã, là tính gì tính. Ủa, chạy qua đây cứu Goemon thì ổng mới chỉ đường cho mình. Mình phải đánh được hai cái bản sau của Nene rồi mới đánh bản chính được. Chủ tướng trận này là ninja, cho nên là trận này quân đối phương xài ninja khá nhiều. Nhưng mà có ninja nhiều mình dễ luyện thôi, mà này mình chơi easy mình quýnh được cả ngàn lính luôn. Tiếng là chưa có cái thức bản này, chưa có cái thức thứ tư của ông này thôi. Ông này cái thứ tư khá ngon. Nhưng mà giờ ông này là tướng quân sư, thành ra là cái chiêu của ông cũng chịu hỗ trợ hơn. Rồi ok, đầu tiên là phải đi theo ông này giết 4 cái thằng Spy Master rồi đã, rồi sau đó là mới đánh hai cái phân thân của Nene, rồi sau cùng là chúng ta sẽ lên đánh chính tướng. Như là đây là màn ít cho nên nó là dạng nó phải, nó đòi hỏi nhiều cái các bạn. Cái đánh của ông này không hiệu quả cho lắm, chủ yếu là múa quạt cho đẹp thôi, nhưng mà nhiều chiêu cũng tương đối hiệu quả. Chỉ là có thể bổ sung thuộc tính này, nhìn chung là ok. Rồi ok ngon. Ôi trời, ông Goemon ổng chạy lẹ thiệt. Ê để tôi xíu.
Rồi đây, vừa mới nói. Tàu Phi đánh cho lưng ngựa thì khỏi chê. Nó cũng không phải là mạnh lắm, nhưng mà nói chung so với các tướng hiện giờ mình đang có thì ông này đánh cho lưng ngựa là khá là ok. Trong phiên bản Samurai Warriors á, Nene còn có chiêu đó là biến thân thành tướng khác các bạn. Samurai Warriors 2 á, thành ra là bà này là khá nhiều chiêu, khá là bá đạo. Có được bà này, tất nhiên hình như trong bản này thì không có những chiêu đấy, nhưng mà cách đánh của bà này khá là đẹp, thì khá là thích. Trong lịch sử đọc sử cũng khá thích bà này nữa, nói chung là đúng kiểu phụ nữ truyền thống luôn. Bà theo Hideyoshi Toyotomi từ cái thuở mà ông còn nghèo tới lúc bà lên làm lãnh chúa luôn. Tiếc một điều là bà không sinh được con thôi, nhưng nếu mà bà ấy sinh được con thì có lẽ số nhà Toyotomi nó khác. Chính vì bà ấy không sanh được con, Hideyoshi mới phải cưới người phụ nữ khác. Và vô tình cái người phụ nữ đó chính là cha cha đấy, cái người mà về sau là góp công rất lớn trong cái sự sụp đổ của nhà Toyotomi. Rồi ok, đánh bại hai bản sao của bà này nè. Rồi bản sao thứ nhất. Gì đây? À, bà nãy đá thôi, bà này chiên chơi bẫy mà. Rồi Trương Liêu đâu? Khúc này là phải kêu Trương Liêu ra. Trương Liêu giờ là bút vũ khí là lên là kinh lắm rồi, chỉ có thiếu cái xuyên giáp thôi. Ninja gì của Trương Liêu này cũng chơi hết. Rồi, một tướng đã gục. Rồi lên ngựa rồi, để cho Tàu Phi đánh. Khúc nào ngon thì cho ông Mitsuhide Ishida ấy vậy. Ông Ishida ông ra ông đánh. Đúng là càng ninja sướng thiệt. Có con xích thố đây mình ủi mạnh hơn là còn chết lẹ, chết nhiều nữa. Quýnh xong bà Nene đã, rồi chúng ta mới quay lại chúng ta cứu Nguy ở đây. Không, tại trong vòng 4 phút mình đánh bại được hai cái bất thân nha, chứ không phải là bao lâu cũng được đâu. Rồi vô đây. Bà này giả ninja nên dạ bà có nhiều thuộc hạ giả là bà ấy mà. Tàu Phi thì có cái xuyên giáp rồi, thành ra khá là ok. Nhưng mà cách đánh của Tàu Phi thì không hiệu quả lắm, thành ra là chỉ có cái chiêu dặn xuống vậy là có hiệu quả thôi. Tàu Phi dặn nó ra xung quanh, còn một số tướng nó dặn ra trước mặt, thành ra đôi khi không phá bay được. Mỗi lần đánh xong cái là đối phương bị mất thêm máu, tại vì mình có lửa trong đó, trong cái cây có thuộc tính là đây giờ đánh khá là sướng. Rồi giờ đi kích cái này lên được rồi. Đây cho Trương Liêu ra đòn. Trương Liêu quăng cục lửa hơn nhìn đã ghê chứ. Rồi ok ngon. Đùa với chị này. Đùa thôi. Rồi ok. Rồi ok, quay về cứu quân mình đó, rồi nhào lên đánh thành chính các bạn. Màn này phải nó cày rất là sướng luôn.
quýnh ở chế độ normal thì hy vọng là lấy được đồ ngon hơn tí. Này Tuấn Nhật là nhiều. Rồi đây, để Trương Liêu đánh pha này hay hơn. Rồi, ok vô. Rồi để ông này đánh. Cho ông cày level cho ông này tí, tại ông này level đang thấp, chiêu chưa đủ. Nhưng mà ông này yếu, nhưng mà cái cây mình luyện được xíu là nó cũng khá là ngon. Có điều cách đánh của ổng dễ bị phá thế, tại múa nó không có thực dụng. Cách đánh là không có thực dụng, nhưng mà chỉ được cái múa đẹp thôi. Quýnh hất lên cũng không xong nữa. Cái đòn múa sau cùng cũng không phải là hiệu quả lắm. Nói chung là không có đòn nào hiệu quả thực sự. Rồi, ok. Chào ông ta gặp nguy à. Đẹp. Mình ông về cứu là có chuyện liền. Trận này tớ cánh tướng với mình à, con Okuni này. Thế là phải con Okuni, lộn xin lỗi các bạn, mà là Junichi gì quên bà tên rồi. Kunoichi, đúng rồi, con nhỏ này là nữ ninja. Đây là nhân vật hư cấu rồi các bạn nhé. Thường thì nhân vật này sẽ đi theo ông Mura Sanada. Nói chung là đây là một nữ ninja thôi, và đó là tên gọi chung của các nữ ninja, chứ không phải là tên riêng của bất kỳ nhân vật nào cả. Màn này là màn bà Nine làm chủ tướng, mà thành ra là tướng ninja sẽ ưu tiên ra. À, thôi để anh Sò Phi anh đánh đi, với anh này đánh chưa đủ chiêu. Đánh lẹ quá vậy. Tàu Phi thì có xuyên giáp rồi. Thức thứ hai của Tàu Phi cũng không hẳn là ngon lắm, mình ta tỏ phải dùng thức thứ tư không. Anh đậu. Chiêu này cũng khó canh hướng nữa các bạn. Mặc dù nó đánh thì cái thế đó mà cũng tương đối rộng, thành ra mình cũng đỡ lo cái vụ đỡ lo cái việc là đánh giống như chị Vân hay là đò cái bà Hoàng Canh á, toàn chọn hướng không rất khó canh. Thế nhưng ông này cái tầm đánh của ông nó rộng, nó tương đối nó quét tốt hơn. Rồi xong. Bả này không có cái nhảy ngựa nên mới khổ tôi. Nhiều lúc gặp địa hình xấu muốn nhảy qua cái cho lẹ mà không được. Ây da. Cũng được 900 mấy rồi đó các bạn. Ở bên nói màn này càng đã lắm, về ăn kinh nghiệm super phê luôn. Rồi, vô. Lại phải đánh với hai ninja nữa. Kotaro Fuma là một tướng, với lại ông bên kia là ông Hanzo Hattori nữa. Màn này toàn ninja thôi. Rồi, ok. Ông này thì được cái chiêu đẹp thôi chứ cũng không phải là ngon lắm. Quăng cái quạt kiểu này không. Rồi, Trương Liêu đánh pha này nè. Kinh đấy. Chiêu này lẫn ra phía sau được nè.
Rồi ok, Kotaro Fuma gột. Chà. Rồi xong. Toru. Rồi. Mấy thằng ninja này ít máu. Rồi đây tới lượt Hanzo Hattori, ông này cũng khá là kinh. Ông này muốn chơi với chơi phe thuộc. Nhưng là trước khi cập nhật thì ông qua phần 4 thì ông này đánh tương đối ổn. Có điều là chỉ có cái thức thứ 3 là hiệu quả cao thôi, còn mấy chiêu kia không hiệu quả lắm. Rồi ok, thì cứ dở với Trương Liêu ở Trương Liêu là càng hết. Có gì thì gì cũng là phó tướng của lão bố mà các bạn. Động trác cười đắc chí quá. Chiến dịch trước thì chơi mình chém động trác quá trời, còn lần này thì chiến dịch này thì qua đây mình là đồng minh của động trác. Ngựa chạy hơi chậm, phải cửa sức thố mình mới ủi được mấy thằng tập khung mới cầm súng, không là mình rất dễ bị nó chơi. Địch còn đông thế nhỉ. Nhảy lên bay lên quýnh rồi đó không lợi lắm, tại rất là khó canh. Devil May Cry chơi kiểu ba bay lên quýnh này được, còn ở đây chơi rất khó. Rồi được rồi, để tôi đánh mấy ông ơi, mấy ông không có xuyên giá mà cứ giành không. Rồi xong một tướng. Rồi này ráng cho ông Mitsunari đánh cái coi. Mitsunari Ishida nào, lên. Đánh ngắn quá, sát thương cũng không cao. Đó toàn nhờ được tính rồi. Chiêu đó nằm không có tác dụng. Trời ơi, cũng dành với mình á. Khổ. Pha đó cũng lấy được miếng kinh nghiệm chứ ít. À, được rồi, cho Trương Liêu đánh đi. Chứ để ông này quýnh này tới sáng luôn á. Rồi, vô quýnh chánh tướng nè. Nè nè, nó thủ kinh quá. Nhìn ra mà công nhận là chịu đòn giỏi phết. Rồi hay, dính băng rồi. Thành công nhất là làm đối phương dính băng. Rồi, ok, thành công. Suyoi cô đã nè, kanshin kanshin. Soda. Bà này công nhận càng được trên ngàn quân là thấy kinh nghiệm ăn là sướng rồi đấy.
Ok, ngon. Rồi, mở được Nene rồi các bạn. Rồi, ok. Tàu Phi lấy được cái xuyên giáp nữa. Red thì không cần. Hợp lát là ngon đó, hay. Hay. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.